find anything that will. We'll be right back.
À mẹ cái mặt. Tôi thì tôi không biết tôi thoát khỏi cái cảnh mà phải sử dụng cái thiết bị nó bị hỏng như thế này. Micro tôi lúc trước á, hôm qua thì tôi livestream là nó bị lò lỗi là đang có rất nhiều tập âm bị rè, chả ai nói cho tôi biết luôn. Được rồi, hôm nay là như ý muốn anh em bầu chọn cái gọi là cái Genshin Impact thì tôi sẽ bầu chọn thì theo ý muốn anh em. Ở tập trước thì tôi đi làm xong cái nhiệm vụ đàn thiên không, phải không ta? Thì ở tập trước là cái thằng hai làm xong nhiệm vụ đàn thiên không, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ phải đọc một chút tin tức về ở cái event của con game Genshin Impact. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải xem một chút tin tức về cái tựa game Genshin Impact này. Chắc rồi. Vô bài gõ bài gõ bài theo bài gõ bài gõ bài Genshin Impact này. Đây Genshin Impact Miyoho tiếng Anh thì sẽ chỉnh thành tiếng Việt. Đấy, mua trùng khơi trang chủ này, thông tin nhân vật này, si sau liền. Thì con game hiện tại là có khoảng là 30 nhân vật trở lên, thì một ID thì có thể sở hữu tới bao nhiêu nhân vật. Còn con game này nó trong nó việc hóa rồi, anh em cứ việc chơi mà nó sẽ tự tự có thôi. Còn cái nhiệm vụ không gì phế tích phong long, cái nhiệm vụ mà phế tích phong long trong con game này á, thì cái lối vào của nó là ở trên cao, nó sẽ có bốn lối vào ở ở trên cao này, thì giống như một những con đường bị game bị đổ sập ấy. Ngoài con đường chính ra có bốn con đường thì tí cũng sẽ cho anh chỉ em cho anh thấy luôn. Rồi bây giờ tôi mới chơi cái thằng ba là chưa có nói gì. Nói chung chơi ba con game này tôi thấy không bằng ngày hôm qua đúng vậy, kiểu như là đúng chắc của tôi ấy. Thì nó sẽ nói cho nói nha, nó nói liên tục và nó hay hơn. Rồi tập trung và con game này chơi, anh em nên
Hu Tao, JP Trey. Give you a fright? Honestly, who comes to Wuhong Hill in the middle of the night? This place isn't as safe as you'd believe. Come with me. I'm Hu Tao, Wang Sheng Funeral Parlor Director. Let me help you cross over. Give you a fright? Honestly, who comes to Wuhong Hill in the middle of the night? This place isn't as safe as you'd believe. Come with me. I'm Hu Tao, Wang Sheng Funeral Parlor Director. Let me help you cross over. Yeah, help you cross over the hill, not cross into the afterlife. Huh? And why are the butterflies our guides? Well, because they want to be sealies when they grow up. Though that walking encyclopedia Zhongli would no doubt have a completely different explanation. Okay, you should be safe from here. Next time, don't go running around in dangerous places. Of course, if you really insist on adventuring, then be my guest. Adventurers are our VIP clients, after all. We even have coupons for you. Oh, do you have a travel buddy? We're having a sale. Second client, half price.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Micro tôi bị gì đấy? Nó hồi nãy giờ tôi nói mà không có ai nói nhắc cái micro tôi bị cái gì luôn á. Thật ra là tôi nói như không mẹ cái micro nó chán gì đâu. Ê. Nói cho chung là giờ mấy chục phút, bây giờ là khoảng bao nhiêu phút rồi? Cho là nói công cốc luôn, khoảng là 20 phút nói công cốc luôn. Là không ai nghe, mẹ là khổ thân tôi chưa? Từ từ. Đâu rồi nhỉ? Micro nó rè quá. Micro được chưa anh em? Micro được chưa? No. Micro ổn chưa anh em ơi? Thấy được rồi đó. Rồi nói chung là chúng ta đã đọc qua cái sự kiện của một số sự kiện banner hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ vô game chứ mà quay tay nãy giờ nó cũng mất thời gian nha. Ok, chúng ta quay trở lại cái game Xích Đoạn Mai cầu nguyện banner hiện tại đang quay nha. Bây giờ là giật cả thủ thanh xuân mà tôi sẽ tập trung đi farm nguyên thạch để mà có được khoảng là 10 lần mua cái cục rolling banner thì sẽ là tới 1.600 nguyên thạch. Chúng ta sẽ cần một cái 1.600 nguyên thạch thì sau khi chúng ta quay xong á, hết nguyên thạch thì chúng ta chuyển sang một cái tài khoản mới thì để mà roll, hoặc chúng ta chuyển sang server mới để chúng ta roll banner cày lại từ đầu á, cày đi Nguyễn sao anh em tích đủ 1.600 nguyên thạch. Tại vì một cái cục roll banner nó là 160 nguyên thạch 10 cục. Thì ngoài mẹo để quay được nhân vật năm sau thì chúng ta phải buộc phải là cầm cái 10 cục, quay một lúc 10 cục chứ quay một cục vì sợ nó không có ra. Nói chung hơi gan là cũng hơi phút máu. Tôi cũng cũng hơi lời nhưng cũng vì anh em mà cũng phải chơi con game này thôi. Té là game là có cái tính năng cục op, nếu không là nó không ai không có gì người chơi rồi. Rồi vô game phép thì bây giờ tôi xin phép và tôi đăng nhập nha. Anh này có comment thì tôi đi xem được nha. Obito, enough of these tricks. I'm over it now. No more genjutsu. It looks to me like I can't find anything that will change you. Right now, all I can give you is just death. Then I shall do the same. Now! Shinobi hand-to-hand combat. Well, now that you're ready, begin! Thank you.
this. Fire style! Fireball jutsu! Earth style! Mud wall! Hand-to-hand combat's over. The win goes to Kakashi. Okay.
要吃点点心休息。我是诺埃尔，西风骑士团的女仆。从今天起，
闲着也是闲着，还不如一起找找食材去。
Thank you.
骑士团的战友们已经忙得不可开交了吧？老实点。老实点。这个如何？冻结吧。抱歉啊。老实点。冻结吧。这个如何？冻结吧。老实点。这个如何？这个如何？老实点。冻结吧。这个如何？冻结吧。这个如何？这个如何？老实点。老实点。老实点。这个如何？冻结吧。这个如何？这个如何？冻结吧。这个如何？这个如何？老实点。
实点。冻结吧。这个如何？冻结吧。冻结吧。冻结吧。老实点。这个如何？这个如何？冻结吧。冻结吧。冻结吧。冻结吧。老实点。这个如何？Mẹ cái micro. Lọ xí đi. Bây giờ mới rời được cái micro này. Nếu chịu được cái micro hỏng này giờ, lại học cái micro. Lọ xí đi. Nói chung hiện tại tôi đang tới cái đảo này, đảo rồi để đảo gấu. Sau khi mở cái rương siêu cấp thì có khoảng là 9 cái rương siêu cấp, 9 cái rương hiếm. Thì trong cái rương hiếm sẽ ít nhất là có cái trang bị màu tím. Trang bị tím đông chế bằng và một số lượng nguyên hạt rất lớn nhé. Đã là rương đặc biệt thì gồm có rương thường này, đông chế bằng rương thường, rương cao cấp và rương siêu cấp, đặc biệt nhất là rương hiếm. Nếu là chữ hiếm và rương đặc biệt đông chế bằng gần đến nơi này thì mèo nữa, chúng ta đứng với phần rìa băng này để mà chúng ta phát huy cái kỹ năng nó xa hơn một chút nhé, đã tận dụng hết tối đa kỹ năng của Kaya đứng phần rìa nhé. Để thế nào chúng ta đi lạng lạng sau ý. Cũng chịu rồi, nếu mà chúng ta bay á, bay sẽ cần một lượng thể lực lớn, mà trong khi mà thanh thể lực chúng ta sẽ cần phải là 200 thanh. Thanh thể lực chúng ta cần tới 300 á. 300 điểm.
Không tệ. Lại 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 đừng có cố lên mặt nha. Nghe từ cái Động thế bằng. Từ đây này. Mẹ ráng đi thôi. Cái này thế cây. Mẹ này nó tức gì đâu. Con rìa này mẹ. Cái này thế. Ôi 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 ôi. Lão sư đi. Bơi về cho nhanh nhá. Bơi về cho nhanh rồi sau từ từ chúng ta sẽ đi nhá. Thằng làm game là có 12 à. Thử thách người chơi nha. Được. Mày khá, mày khá. Thanh thể lực của tôi hiện tại là 120. 120 điểm. Nó mới có được thêm một trận. Động thế bằng. Ráng lên. Tôi phải tranh thủ thời gian này mà. Kiểu như băng. Kiểu như đi càng tới nơi thì sẽ động thế bằng. Nó tay băng càng nhanh. Không phải xem thường đâu. Hiện tại tôi đang đi đến cái đảo gấu. Đảo này đảo gấu luôn. Đúng rồi, tên đảo gấu. Mở một cái rương hiếm này rất là vất vả nha. Rương này rương khổ nhất cho tất cả các rương nha. Rương hiếm thì sẽ có một trang bị tím. Cái này thế nào? Cơ lên. Cơ lên. Cái này thế nào? Càng ngày càng tới nơi thì càng nguy hiểm đấy, thì phải chập chung mà. Thôi anh này yên tâm nha, lần này phải được, nhất định là phải được nhá. Yên tâm nhá, mình sẽ đến được cho em xây chỉnh góc này. Đây nó sẽ cái phần rìa của nó sẽ làm, nó sẽ có cái mũi nhọn vươn ra xa hơn chút này. Đấy được đấy, biển sâu thẳm chưa. Kiểu gì zigzag, đi theo kiểu zigzag đi. Cái này thế. Một người có thể đi được cả bốn người. Cái chế là cũng hay. Rồi. Điều. Đi một được bốn. Đây đây, càng ngày càng gần càng có chuyện đấy. Quả thằng làm game ác nha. Làm game ác đó nha. Nha. Lọc sẽ đẹp. Không tin tôi đang đi đến nha. Cây cuốc á, đang cây cho đó. Nếu mà vậy thì tôi còn khoảng là 8 cái rương hiếm. Câu game Genshin Impact hiện tại nó đang mở hình như không? 3 thế giới. Map của nó đang mở tới 3 thế giới. Chưa có phát triển thêm. Đang phát triển nha. Nói chung là nó phát hành, nó phát hành lúc nó chưa phát triển xong map. Cái này thế. Gần đây này. Cố lên. Cái này thế. Có cái mặt cốt nào nó phá nha. Bán lên. Cái này thế. Cố lên. Này đang đến cái vị trí của Vinh Quang. Động thế bằng. Con đường chiến thắng đằng phía trước. Cố lên này quý vị. Có ai comment không đấy? Tôi là cặp chung nha. Cái này thế. Cứ comment đi nhá, thì vẫn đọc như được. Ok. Động thế bằng. Cố lên. Cái này thế nào? Được. Động thế bằng. Kỹ năng là kiểu như là 5, 6 giây một đường đi à, gần đến cái đảo rồi. Cái này thế nào? Đường tính chân còn ra. Đi rất sát là phải đi với chừng nào tới nha. Đi còn là sao ấy. Mẹ rút kinh nghiệm ơi. Không đứng nhà đâu. Mẹ đứng nhà kỳ lắm. Đấy bây giờ tôi thấy nó hơi gần rồi đấy. Đi kiểu như anh đi lần là qua bên trái bên phải không ấy. Biết chừng nào tới. Đi theo kiểu xoắn ốc ấy. Cái phần mũi nó sẽ đi theo kiểu cái xoắn ốc. Động thế bằng. Đéo ra cái đường thẳng như thế này đấy. Cố lên. Thì chúng ta khi đi xuống nước sẽ gặp hiệu ứng ẩm ướt. Rồi chúng ta bị ướt khi gặp cái nguyên tố băng. Thì chúng ta sẽ bị dính hiệu ứng đóng băng. Bị khống chế. Sau đó bị dính theo cái hiệu ứng điện nữa sẽ tăng
quan sát cung điện có nghe khả năng siêu dẫn á, hoặc sát thương lửa sẽ tăng khả năng bị dính hiệu ứng tăng chạy, cũng tăng sát thương luôn, cũng bị dính sát thương nhiều luôn. Băng nó siêu giảm điện mà. Động thế băng. Động thế băng. Thôi tập trung, 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 gần đến nơi, cố lên, cố lên bà con ơi, cố lên, cố lên, có mít mà chứ nó có mít thì bị lỗi này, đây đây, thấy thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, băng nó tăng nhanh hơn chưa, đấy, có mít của bà Nguyễn Đạt. Mít bây giờ tao mới sửa đấy, tao mới sửa đích hồi nãy tao nó hết. Đông chiếu bà. Nửa cái livestream một tiếng đồng hồ không nói ra được cái gì mà tè cái mít bị hỏng, đéo tin được. Bây giờ tao thấy cái âm thanh bên OBS đó lên, nó lên rồi đấy. Âm thanh micro cắt input in audio input cắt tu rồi. Gần để nơi nói. Đường hiểm đầu. Gắng lên, gắng lên, gắng lên, gắng lên, gắng lên. Chạy được không? Gắng lên, gắng lên, gắng lên, chúng ta gần đến nơi. Thiệt đi ra cái đảo này mà cây da nó khổ lắm. Còn em đi kiểu có lực, đi bằng phong chi dịch nó sẽ nhanh hơn, nhảy từ vực sâu rơi sang ấy. Nhưng mà sẽ tốn thể lực, không đủ thể lực rơi chết. Không rơi chết thì cũng bị chết đuối. Biển. Có mà Nguyễn Đạt ơi. Tìm được à? Đến chưa? Lộc sẽ được. Rồi chắc ăn đi. Vậy mới được. Rồi đây đây gì đây? Rồi có cua này. Được. Hạt giống cầu nguyện đến từ gió. Đông chiếu bằng. Anh tụi chàng đi lột cái cua này. Đông chiếu bằng. Với chúng tôi. Chính là khí sinh ra nhỉ. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, và chạy đi, chạy đi. Rồi thôi 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 thủ vệ, thủ vệ, thủ vệ, đó là thằng thủ vệ. Đâu, rừng hiếm đâu. Chính là khí sinh ra nhỉ. Chống phong. Thu tập được cái hàng chống ở đây này, đây, rừng hiếm đâu. Đây có cái rừng hiếm, chắc có thể là sẽ nằm ở đây này. Theo tôi sang map rồi kìa. Một cái đây, đúng rồi. Một cái sẽ có ở đây. Vậy làm sao? Gì đây? Một. Ui, ui được. Hoa máu à, bê đu quá. Ép xong bê đu. Điều xa xong cái này khăn mạo hiểm rồi. Ừ. Điều tra hết 4 cái. Ôi, 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 cái đảo được cái. Đây là phía nào nha? Một cái hạt này, được một hạt. Nghĩa là chúng ta sẽ có thể, ê, ê, đây này, chữ khắc chữ ký này. Rồi. Ok. Được một nhiệm vụ hơi sang của gió. Nếu bây giờ con chi vật bay sang đây được nhé. Được. Bay sang được. Ôi. Cái này có nhiệm vụ thời gian à. Cái đường hiếm nằm đâu nha. Được rồi, để tao xem đã.
Để tôi xem. Ôi, khoan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cái luôn. Được, tôi cũng sẽ cố gắng mở. Ôi, có nghĩa là chúng ta phải thu thập đủ 3 cái liền. Nhanh lên. Có thời gian à. Hết mẹ thời gian. Thôi rồi. Rồi chúng ta sẽ nhớ nè, đây một cái đây này, và một cái bên kia là đủ 3 cái. Ok. Thì là chúng ta phải speed luôn nè. Được. Làm khó nhau thế. Chuẩn bị nha. Sẵn sàng này. Có thể chúng ta sẽ mở được. Nhanh lên. Nhanh. Chạy tới đây. Được hai cái nhảy. Phong thần đông mồi ăn luôn. Yeah. Rồi điều tra cái này. Có rương hiếm nằm đâu nhỉ? Đây còn cái đường hiếm này. Chữ gì cả, cái là buộc phải làm cái nhiệm vụ quên đến. Xem nào. Cửa hàng nhiệm vụ này, nhiệm vụ. Hấp sư diệt sâu là buộc phải làm cái nhiệm vụ này rồi. Thời gian trong gió 6 mét. Theo mục tiêu. Nán đỡ tại lưu đi sang đậu lưu nằm chờ. Chuyện ra yếu điểm bất xứ quan. Quanh đây có gì không? À, có thể là chúng ta phải đánh bại con boss này thì nó sẽ mở khóa ra. Dùng cây dài. Động thế bà. Có thể là bí mật nằm ở đây này. Tìm xung quanh xem. Và đánh bại hết mấy con này à. Mấy con thú vậy. Game lập trình điêu thế. Level 5 đánh bại boss với chơi điêu chứ. Kích hoạt. Là vừa 45 à. Từ từ. Cứ vậy mà làm. Cái gì rồi? Khai cố là. Động thế bà. Không bị thang đấy. Nhất định phải cẩn thận. Đéo ổn. Bay đu. Ở bay đu nhé.
凤凰，有两下子，全员归航。 真是急性子，你这个如何？Lâu không chơi cho nên khả năng combat cũng bị yếu. 岩石的重量令人安心。 Tí nữa chết. Hắn gì vật inventory đâu? Thứ và ba đồ sự kiện lâu không chơi tôi quên. Thời gian hành trang. Giao cho tôi ba. Ở địa hình. Và nhấn B. À nhấn B để mở inventory. Ăn cái. Dùng cho nhân vật bay đu. Hồi sinh. Cái này thế nào? Lão đi. Lão đi. Ganji Lilo.
活。还挺疼的，搞砸了呢。是什么？Xong rồi đấy, mẹ đeo thế này mà đánh như nó mà không thì mẹ nó ngu mẹ. Thôi, bây giờ thôi, cảm ơn tất cả em đã theo dõi, xin phép dừng livestream tại đây hết giờ tôi chơi. Hẹn em vào dịp khác thì tôi sẽ cố gắng mà coi như là mở cái nhiệm vụ này. Chắc chắn là sẽ có rương hiếm ở đây này, một cái rương phần thưởng ở đây này. Mà khi chúng ta làm dùng báo khóa bí mật đảo hoang là buộc chúng ta phải đánh bại mấy con boss này. Anh em mà được như câu là sau thì giúp tôi nhé. Bây giờ chúng tôi giúp mấy con boss này cho mạnh quá. Để đi chỗ khác vậy. Đây là phải như là phế tích tàu đó. Đó đi chưa? Đọc được mà. Ôi ơi, rồi đổi được hành mà chết cho tao. Lấy kêu lấy Amber ra chứ chơi. Tao hay lấy Amber ra chơi biết cho mặt biết rồi tao. Lấy Amber ra bắn cho bỏ mẹ luôn nè. Nhá. Bực nhẹ. Chuyện rủ ý xa. Khoai điện thấu xỉu. Hơi.
束手不住吧。嘿嘿嘿嘿，喂喂喂喂喂喂！Được rồi, tôi xin phép dừng livestream tại đây, hẹn anh em vào dịp khác nha. Chào tất cả.